Dạ vâng nhá, ở đây thì em lên cho các bác một cái cục công suất của Sony này, nói thôi, cục này gọi là bán thanh lý cho các bác thôi chứ còn. Đây này, ở đây thì em lại tiếp tục dọn kho nhá. Thì em thấy ở đây thì nó trong quá trình vận chuyển nó bằng nhựa, mà trong quá trình vận chuyển thì bọc không cẩn thận thì nó đã bị vỡ hết nhựa này. Này về các bác cần thì các bác có thể gắn nó lại nhá. Này cục này thì em cắm thì vẫn thấy lên điện, nhưng mà thử công suất các thứ thì không có tiếng đâu. Này nói rõ cho các bác, này cục này vẫn tương tự em bán cho các bác về lấy linh kiện này, các bác sửa chữa, các bác nghịch, các bác tìm tòi này, tùy các bác thôi. Còn em bán cho mọi người là bán linh kiện nhá, bán là đã chết luôn này, chứ về mọi người trong quá trình di chuyển nó lại chẳng may nó lại bị làm sao đấy, giả sử cắm điện xong về nhà mọi người cắm điện không lên, các bác lại bảo là ơ sao nó lúc nó cắm điện thì được, mình về cắm điện lại không được nhá. Đấy thì em bán cho các bác là bán cục chết để các bác về lấy linh kiện thôi. Đấy thì cục này em xả luôn mọi người nhá, 120.000. Đấy bác nào lấy thì liên hệ luôn với em, số điện thoại bên em là 0966 591 581, địa chỉ cửa hàng thì tại số 57A phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội nhá. Cục này là cục Sony có mã là CMTM3. Này em đọc lên như thế để giả sử các bác nào mà cần linh kiện của con Sony này, hay nhà mình đã có những cái con cục công suất Sony CMTM3 nhưng mà mình đang bị hỏng cái gì đấy, mình cần linh kiện để mình thay thế sang, thì mọi người có thể lựa chọn ngay con này nhá. Đấy, đây. Đấy, hình thức của nó đây. Chắc chắn là bên kia nó đã bị sao rồi, về nó còn dính bằng dính nguyên này cơ mà. Đấy nhá. À, dạ vâng nhá, em xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Đây phía đằng sau của nó đây. Đấy, đầy đủ jack kết nối loa này, các thứ này. Đấy.